Trân trọng chúc mừng mời bố học viên bên các sinh viên và các thầy cô và chú bố thân thân sức khỏe tay nắm nhất. Mời hai học viên
quen rồi tới lại đánh nào mà. Đó đánh thấy quen quen rồi. Quen không? Vậy nó quánh cho mình à? Đúng rồi. Ba mốt không này.